Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Dịch hồn viêm ma viên, xếp hạng 4 trong bảng xếp hạng sùng thú nguyên tố hệ hỏa. Đây là sủng thú truyền thừa huyết mạch vương thú của xích hồn viêm ma viên. Diệt thế chân hỏa, tôi nhớ phạm vi sát thương của diệt thế chân hỏa không phải là cấp trăm dặm hay sao? Đây đã gần ngàn dặm rồi. Còn xích hồn viêm ma viên này, Eana đã có được sức mạnh tăng cường của bỉ ngạn. Vãi trưởng, vậy thì còn tính là vương thú tầm thường gì nữa? Diệt thế chân hỏa dù là vương thú cũng phải né tránh bảy phần. Tử diễm trúc long thú có chống đỡ được hay không? Thị trưởng, anh đừng thấy dáng vẻ khi nãy tử diễm trúc long thú dùng tay xé nát thái thản cự tượng hung dữ như vậy. Lĩnh vực nó giỏi nhất thật ra là thần hóa kỹ. Phòng ngự. Chư thần thiết bích. Kỹ năng phòng ngự cổ quái này không nhìn ra được là thuộc tộc nào. Lại vượt xa kỹ năng truyền thừa huyết mạch thương thú vương thú. Thú vị thật. Thần hóa kỹ, đây là tuyệt học độc môn của Tô Truyền Kỳ. Thật sự chăm nghe không bằng một thấy. Bỉ ngạn bị nhốt ở trong vực sâu lâu như vậy, có phải là cảm giác không theo kịp biến hóa của thời đại hay không? Các cậu không cảm thấy kỳ quái hay sao? Thái thản cự tượng mở ra một con đường an toàn ở lôi khu. Rõ ràng là một cơ hội chiến đấu tuyệt vời. Nhưng mà bỉ ngạn lại không chỉ huy đám thú đàn cá tiến vào bao vây thành phố căn cứ, mà là không ngừng đơn độc khiêu khích trận địa phía trước. Bỉ ngạn liệu có phải là đang thăm dò? Không đúng. Người của thế lực bỉ ngạn hình như không ở đây. Đám đông nghìn nghịt ở dưới thành phố. Toàn bộ đều là hung thú. Những người đi nương nhờ bỉ ngạn đi đâu hết rồi? Bỉ ngạn còn chưa sử dụng toàn bộ sức mạnh công đánh Long Giang. Mà tinh nhuệ của 11 thành phố căn cứ gần đây toàn bộ đã tập trung tới Long Giang. Nếu lúc này họ tấn công những thành phố căn cứ đó, mọi người đánh hạ tòa thành phố đó cho tôi. Phàm là người có tu vi, bất luận là nam hay nữ, già trẻ đều không được buông tha. Giết ăn sạch bọn họ. Báo cáo thị trưởng, 11 tòa thành phố căn cứ Ngưu Hải, Thử Hồ, Mã Xuyên, Sa Câu, Chư Hà, Khuyển Khê, Dương Trì, Hầu Tuyền, Kế Ba, Hổ Lan, Thố Đàm truyền tới tình hình quân địch là phản quân của thế lực bỉ ngạn. Ngay từ đầu đã nhắm tới những thành phố căn cứ mà Tô Truyền Kỳ đã mở chi nhánh. Thú triều tới Long Giang chỉ là vì kéo dài thời gian sau. Bây giờ mới ý thức được sao? Đã quá muộn rồi con người. Các ngươi chỉ có thể bị giam trong tòa thành phố này, trơ mắt nhìn những người khác hóa thành thức ăn. Một bước cũng không thể nào rời đi. Đáng ghét, bị bỉ ngạn gian thảo. Đã vô phương cứu chữa rồi sao? Báo cáo ông chủ Tô, thứ cậu sắp xếp yêu cầu đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Rất tốt, xem ra còn chưa muộn đâu bỉ ngạn ạ. Chiến trường thứ hai. Lại, mau nhìn lên trời kìa, là công kích. Đáng chết, là thủ vệ giả. Đạn nổ thủ vệ giả do trung tâm không ổn định của hung thú đỉnh cao bậc 9 tạo thành. Uy lực khổng lồ nhưng mà số lượng rất ít. Là át chủ bài của thành phố căn cứ cấp A. Những thành phố căn cứ cấp B này sao lại giấu đại sát khí như vậy? Tài nguyên phòng vệ của các thành phố căn cứ gần đây hẳn là đã điều động toàn bộ tới Long Giang ngăn cản thú triều rồi mới đúng. Không đúng lắm, lùi lại. Quỹ đạo của trái đất thấp lam tinh, tinh không trụ thành. Đó là gì vậy? Bây giờ các ngươi đã là rùa trong chum rồi. Không có đường để chạy thoát. Các ngươi là ai? Tốt quá rồi, là tinh nhuệ của các thành phố căn cứ. Chiến trường thứ nhất. Hóa ra Tô Truyền Kỳ, cậu sớm đã nhìn thấu âm mưu điệu hổ ly sơn của họ. Cố ý đơn độc khiêu khích kéo dài thời gian, tương kế tiệu kế chuyển toàn bộ chi viện lên tinh không. Có một hoạt động bí mật. Bỉ ngạn, tao đang đợi thả dù. Mày đang đợi cái gì? Toàn thể thú tộc nghe lệnh.
đạp bằng long răng.